Xin chào, những năm gần đây, Trung Quốc tích cực đẩy mạnh đầu tư vào thị trường châu Phi, nhất là các nước kém phát triển. Đã có rất nhiều giả thiết về vấn đề này được đưa ra. Phải chăng Trung Quốc tốt bụng muốn giúp người nghèo khó, hay ẩn sau đó là một ý đồ nham hiểm? Chúng ta cùng thử tìm hiểu nhé. Điểm qua một chút về anh bạn châu Phi, thì đây là châu lục lớn thứ 3 thế giới, chỉ đứng sau châu Á và châu Mỹ với 30 triệu km vuông. Còn về dân số thì châu Phi có đến 1,36 tỷ người. Châu Phi cũng là châu lục có nhiều tài nguyên thiên nhiên tiềm năng nhất. Thế nhưng chẳng biết bằng cách nào mà lục địa này lại vướng phải một lời nguyền địa lý có tên là lời nguyền tài nguyên. Hiểu đơn giản thì lời nguyền tài nguyên nghĩa là một nước rõ ràng có rất nhiều tài nguyên nhưng lại nghèo một cách rất vô lý. Hay một cô gái chân rất dài và rất xinh nhưng vẫn phải ngày ngày đi bán rau ngoài chợ vậy. Quay trở lại với câu chuyện tài nguyên thì theo Ủy ban Kinh tế Châu Phi của Liên Hợp Quốc, châu lục này sở hữu đến 90% coban và platin, 78% kim cương, 54% bạch kim, 50% vàng, 40% chrome và rất rất nhiều tài nguyên khác mà có kể đến 5 cái video như thế này cũng chẳng hết. Thế nhưng dù được mẹ thiên nhiên ưu ái như vậy nhưng châu Phi vẫn là đứa con gầy còm ốm yếu nhất. Mà một vài nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng này đó là các quốc gia ở châu Phi hầu như đều giành được độc lập từ những năm 1960 trở lại đây. Và nhìn một cách tổng thể thì quốc gia này đều có nền nông nghiệp thô sơ, hạ tầng kém phát triển, chính trị mâu thuẫn nội bộ, còn giáo dục và y tế thì cũng bét bảng luôn. Giữa lúc này thì ông bụt của châu Phi xuất hiện và tất nhiên không phải ai khác mà chính là anh bạn Trung Quốc. Có rất nhiều người cho rằng Trung Quốc đang dần biến các nước châu Phi vào cái thế gọng kìm mà muốn thoát ra cũng không xong. Vậy rốt cuộc đất nước này có ý đồ gì với lục địa đen? Thì thứ nhất là lợi nhuận kinh tế. Trong 20 năm qua, Trung Quốc đã trở thành chủ nợ lớn nhất của châu Phi. Chỉ riêng các dự án về cơ sở hạ tầng, Trung Quốc đã đốt đến 148 tỷ đô la ở châu lục này. Thương mại giữa quốc gia tỷ dân với lục địa đen đã tăng lên đến 700% so với những năm 1990, một con số rất bất ngờ. Tất nhiên, chẳng có cái gì là miễn phí. Thứ mà con cá mập Trung Quốc cần là tài nguyên để phục vụ nền kinh tế của đất nước mình. Còn điều mà các nước châu Phi thiếu chính là cơ sở hạ tầng. Nắm bắt được điều này, Trung Quốc không ngần ngại đầu tư những dự án tỷ đô ở châu Phi để đến và khai thác tài nguyên một cách vô tội vạ. Lúc này, người ta lại quan tâm đến một chính sách gọi là ngoại giao bẫy nợ của Trung Quốc. Nó giống với việc bạn có một mảnh đất rộng, muốn xây một căn nhà nhỏ nhưng không có tiền. Một người tốt bụng đến nhận xây nhà lại còn cho bạn nợ với yêu cầu được trồng rau trên phần đất còn lại. Bạn mừng quá nên đồng ý luôn. Và cái kết là khi xây xong thì giá tiền đội lên khủng khiếp so với dự tính. Hoặc ngôi nhà không mang lại lợi ích như mong đợi. Kết quả là bạn gánh một món nợ khổng lồ ngoài khả năng chi trả và phải chấp nhận mất cái tài sản đã thế chấp. Chưa kể đến việc nhà của bạn cũng chẳng ra sao. Một ví dụ điển hình đó là dự án đường sắt tại Kenya có giá trị đến 4,7 tỷ USD kéo dài 580 km. Đến nay, dự án đã xây xong nhưng Kenya vẫn chưa có khả năng trả nợ vì dự án hoạt động ngày càng thua lỗ. Đất nước này đang phải xin Trung Quốc được giãn nợ. Và tất nhiên, nếu Trung Quốc đồng ý cho giãn nợ, thì Kenya lại buộc phải đổi bằng một điều khoản thiệt thòi nào đó. Đến đây, lại có một câu hỏi được đặt ra. Đó là tại sao biết Trung Quốc bẫy nợ, các con cá ở châu Phi vẫn mắc câu? Thì câu trả lời lại nằm ở chính quan chức của châu Phi. Theo tổ chức minh bạch quốc tế, tỷ lệ tham nhũng ở châu Phi là cao nhất, với tham điểm 100 là trong sạch, không hề có tham nhũng, thì ở Eritrea và Syria điểm tham nhũng chỉ là 18, còn Guinea thì thê thảm hơn với 17 điểm. Theo ước tính, mỗi năm các nước ở châu Phi mất ít nhất 50 tỷ đô vì các luồng tài chính bất hợp pháp, mà Trung Quốc thì lại rất giỏi trong những trò lén lút. Vì thế, đã có không ít quan chức châu Phi nhận hối lộ từ các công ty của quốc gia này. Ngoài ra thì đối với các nước châu Phi, thế chấp tài nguyên thiên nhiên để vay vốn từ Trung Quốc sẽ dễ dàng hơn vay vốn từ các quốc gia Âu Mỹ. Mục đích thứ hai là tham vọng chính trị. Trong lúc Mỹ còn đang tăng cường sự hiện diện của mình ở châu Á và Thái Bình Dương thì Trung Quốc lại nhanh chân lấy lòng châu Phi. Bởi ngoài kinh tế thì quốc gia này cũng rất quan tâm tới tiếng nói của mình trên bàn đàm phán với Liên Hợp Quốc. Suy cho cùng thì nước lớn hay nước bé cũng đều chỉ được tính là một phiếu. Cho nên, lấy lòng thằng giàu thì rất khó, chỉ bằng dùng tiền mua chuộc mấy thằng nhà nghèo có phải dễ hơn không? Còn các nước châu Phi muốn được Trung Quốc tiếp tục rót vốn đầu tư thì bắt buộc phải ngầm trở thành đồng minh của nước này. Nhìn chung thì mối quan hệ giữa Trung Quốc và châu Phi là có qua có lại, nhưng trong ván cờ này, Trung Quốc mới chính là kẻ nắm giữ cuộc chơi.
Vì đơn giản là quốc gia này đã phần nào thâu tóm châu Phi nhờ vào những dự án và tiền của mình. Và biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ nghe người châu Phi bắn tiếng Trung như tiếng mẹ đẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.